được chưa? Ok sao đúng không? Rồi vô trong kia ghi tờ giấy nha, tờ giấy trên bàn á, vô trong đó là thấy rồi. Thì trẻ quá ha. C02 bắt đầu thi. C02 chạm vạch. 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 C02 thi trượt. Tiếp tục đi. C04 thi đạt. Các bạn lưu ý nha, mình được chống chân nhưng mình dở lên liền nha. Chạm vạch là 4 lần 5 lần là rớt nha. Rồi, quẹo qua chống chân, chạy tiếp tục.